Thưa quý vị, những năm qua, Công an thành phố Hà Nội luôn là một đơn vị có nhiều đổi mới sáng tạo, góp phần vào thành công chung trong công tác cải cách thủ tục hành chính của thủ đô. Trong đó, cấp căn cước công dân lưu động cho người già, người khuyết tật đã và đang được triển khai, đã tạo thuận lợi tối đa cho người dân, phát huy đúng tinh thần vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ công an thủ đô. Ghi nhận của phóng viên bản tin 141 tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Cụ Lương Thị Mạc Chú tại xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội, năm nay đã 99 tuổi, sức khỏe yếu, không có khả năng đi lại. Chứng minh thư nhân dân của cụ đã bị mờ cũ, không còn giá trị sử dụng, trong khi gia đình rất cần có căn cước công dân để làm các thủ tục giấy tờ có liên quan. Khi liên hệ với gia đình, được biết hoàn cảnh đặc biệt của cụ bà Lương Thị Mạc, chỉ huy đội cảnh sát quản lý hành chính công an huyện Thường Tín đã quyết định triển khai ngay tổ công tác lưu động đến tận nhà riêng của cụ để cấp căn cước công dân. Tôi cảm nhận rằng các chú công an huyện Thường Tín trong năm gần đây với tinh thần công việc cũng như với công tác thì các đồng chí cũng rất nhiệt tình phục vụ của nhân dân chúng tôi và chúng tôi rất là cảm ơn các đồng chí đã dành thời gian về làm thẻ căn cước cho cụ như tôi. Việc cấp căn cước công dân lưu động là nhiệm vụ quen thuộc của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói chung và cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Thường Tín nói riêng. Không chỉ vậy Công tác cấp căn cước công dân tại trụ sở công an huyện cũng luôn được đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại cho người dân. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai cấp căn cước công dân lưu động tại các xã, trường để đảm bảo tốt công tác cấp căn cước công dân và phát huy vai trò lòng cốt của lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ được biết từ đầu năm 2019 đến nay, công an huyện đã hoàn thành thủ tục cấp đổi căn cước công dân cho 113 trường hợp, cấp lại căn cước công dân cho 409 trường hợp, cấp mới 5.245 hồ sơ, cấp lưu động 6.123 hồ sơ. Nhân dân đến làm các thủ tục hành chính đều được giải quyết trong ngày, không để người dân phải chờ đợi đến ngày hôm sau. Luôn quan tâm xây dựng và tạo được hình ảnh của người chiến sĩ công an thủ đô đẹp, thân thiện vì nhân dân phục vụ.